Sự độc bá của Windows và Mac OS không ngăn cản được những hệ điều hành khác phát triển. Hệ điều hành mã nguồn mở như Linux đang phát triển mạnh mẽ. Ngoài những chức năng thường, Linux còn sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội khác: không tốn chi phí mua bán bản quyền, tính bảo mật cao, tính linh hoạt, hoạt động mượt trên các máy tính có cấu hình yếu. Vậy, quản trị hệ điều hành Linux như thế nào? Đến ngay với khóa học quản trị hệ điều hành Linux trong 21 giờ của giảng viên Trần Văn Bình. Khóa học cung cấp cho học viên tất cả các kiến thức cũng như bài thực hành về hệ điều hành Linux được chọn lọc từ môi trường thực tế do chuyên gia quản trị hệ thống tuyển chọn. Trong khóa học, bạn sẽ được học cài đặt Linux, cài đặt phần mềm, quản lý user, group, quản lý phần cứng, quản lý hệ thống file, quản lý dịch vụ, quản lý tiến trình, quản lý tài nguyên, quản lý mạng, bảo mật, quản lý quá trình khởi động hệ thống, bảo trì hệ thống, khắc phục sự cố. Đăng ký ngay khóa học tại unica.vn để nhanh chóng nắm được những kỹ năng quản trị hệ điều hành Linux chỉ trong 21 giờ. Lợi ích khi học online trên Unica: học mọi lúc mọi nơi, chỉ với một chiếc laptop hoặc mobi kết nối Internet. Mua một lần, bạn được sở hữu khóa học trọn đời. Bạn có thể xem đi xem lại cho đến khi thành thạo, vừa học vừa thực hành, hỏi đáp trực tiếp với giảng viên.